Hello các bạn, Linh đã trở lại. Hello các bạn, Linh đã trở lại đây. Đến Shark Tank mùa 3, Linh hy vọng được đồng hành với nhiều công ty. Hello các bạn, Linh đã trở lại đây. Đến Shark Tank mùa 3, Linh hy vọng được tiếp cận và đồng hành với tôi. Đúng là lần đầu tiên mà Linh nói tiếng Việt trong một cái cộng đồng lớn như vậy. Bao nhiêu kỷ niệm. Các bạn của Shark Linh, các bạn trong team của Shark Linh, hãy gửi câu hỏi. Các bạn ơi, nhớ là có hẹn với Linh lúc 8:30. Các bạn ơi, nhớ là có hẹn với Linh lúc 8:30. VTV. Cần chị nói lại không, nó hơi cà lâm tiếng. Quay lại lại cho nó suông hơn ha. Hello các bạn, Linh đã trở lại đây. Đến Shark Tank mùa 3, Linh hy vọng được đồng hành với nhiều công ty sáng tạo và tài năng. Và Shark Tank mùa 3 chính thức phát sóng lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ 24/7. Và cảm ơn tất cả bạn trên team Shark Linh và luôn theo dõi và ủng hộ Linh. Và nhớ là chúng ta có hẹn nha.